Rồi, hello các bạn, bữa nay mình đi Tiền Trạm cái quán cà phê để tổ chức cuộc thi các bé màu Tiền Giang nha các bạn. Theo trình mình nha. Hello. Rồi. Đây là cái cổng vô nè, đây cái đường. Đường này thì đâm ra quốc lộ 60. Đây là Tiền Trạm quán. Đối với cái khu ở bên đây thì có thể là sử dụng để cho các bạn làm cái gian hàng trưng bày ha. Không cũng thấy rồi, được anh Trung. Cái này là hồi trước đó là để phòng ban giám khảo chấm thi, có nghĩa là mình chọn 5 cặp cá đẹp xong rồi mình để dọc đây cho ban giám khảo chấm thi xong rồi đây đây có cái thảo viên nha các bạn. Hey, chị chủ dễ thương nè. Anh đi vòng hết tour hết đi cái khu quầy ở sau lần này mới làm thêm cái khu đó hay đúng rồi có khuôn viên này dự kiến thì sức chứa mình bên mình triển khai có thể là tham gia cuộc thi khoảng 300 hồ.